đồn yêu nam ca sĩ trẻ mới đây trên trang cá nhân Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn tình cảm với ca sĩ trẻ Bùi Quang Nhật sau khi nhận nhiều thắc mắc Phương Mỹ Chi nói ban đầu không nghĩ sẽ thân thiết với Quang Nhật như vậy nhưng càng chơi càng thấy tính cách đồng điệu với nhau Phương Mỹ Chi vui khi có người bạn thân như Quang Nhật luôn sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện vui buồn của cô tuy nhiên nữ ca sĩ khẳng định hai người chỉ là bạn Phương Mỹ Chi và Bùi Quang Nhật đều là thí sinh đội Hiền Thục ở cuộc thi giọng hát Việt nhí năm 2013 kết thúc cuộc thi cả hai ít gặp lại nhau vì khoảng cách địa lý. Sau đó, Quang Nhật dọn vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống thì cả hai mới kết nối lại và ngày càng thân thiết. Nói về tình bạn với Quang Nhật, Mỹ Chi khẳng định là duyên số nhưng cô xin khán giả đừng ai ghép đôi vì chuyện yêu đương là không thể nào. Trong khi đó, Quang Nhật từng tâm sự xem Mỹ Chi như người nhà, khen cô nhiệt tình, chân thành với những người xung quanh. Thời điểm 2018, khi cả hai bị đồn yêu sớm, Quang Nhật và gia đình đều từ chối lên tiếng vì tin đồn sai lệch nên không cần phải giải thích.